đâu. Ôi trời ơi, nó còn hai cái bụi đặc nữa má ơi. Trời ơi, em lại ăn một ly. Vừa vừa rồi, chị nuôi đã tới. Chị nuôi. Chị đâu bếp. Mình là tới trễ vậy. Bây giờ chồng Loan không ăn sáng, cái gì vậy? Nó kỳ, nó đến xin ăn kìa chị Loan. Nó có đi rồi gãi. Con gọi cho gà xong rồi đó. Nguyên ngày hồi nó đợn. Rồi ơi. Nè. Rồi nó lại nhìn nó kìa. Rồi nó đợn lắm. Đó cái này cái phiếu rất là dài luôn. Dài cũng dài. Dài. Nhà cô không giả đi mua đồ cả nhà. Cũng chia sẻ là mỹ phẩm của chị Hồng Loan. Con đó, ai tìm của con là cô không chịu. Thì cô đang xài này, vô cô này, thiên hương đó, giờ đặt 30 hộp mỹ phẩm của con. Quả thiên hương nằm ở đây không? Dâu nè, em nè, cô nè, lên cháu rồi. Báo cũng được của con không? Giờ báo tên của cô là báo Lan. Cho nên nó hả, cô rất thương là cô lên máy nói là mỹ phẩm của Loan rẻ mà không phải như vậy. Đừng có nghĩ mỹ phẩm của ai một điều máy chưa chắc đã bằng của con đâu. Đó là cô không phải là mình con nha. Con kia biết đâu là cô có gì đâu mà đó, biết không của con rất lẽ rồi, rất là an toàn. Da cô là rất là khó xài. Con thấy mình báo rồi. Rất là khó xài. Em là con em đã nói chờ em mua miếng thẩm. Đó, mua thẩm hai. Xài 50 tuổi rồi, xài miếng thẩm một lon, có giờ mẹ đẹp như này. Mà trong tháng cũng đầu. Đó, 50 tuổi của nó đó. Xài miếng thẩm chị Hồng Loan. Xài miếng thẩm Hồng Loan á. Giờ 54 tuổi rồi á. 54 tuổi rồi. Đây là chồng của chú nè cả nhà, chồng của chú của kia kìa. Đó, cô chú cũng như nói là chồng mỹ phẩm của chị Hồng Loan mà 54 tuổi mà da rất là đẹp nha cả nhà. 100% từ thiên nhiên. Đẹp hơn, đẹp hơn như con gái 18 tuổi mà với mặt đẹp. Hồng Loan với mặt cắn hồng tự nhiên nha. Cô nói là ở nhà có mấy chục hũ của mỹ phẩm Hồng Loan á. Dạ, cô đến đây cô mua yến. Vậy là chắc cô mua xăng đó cái chương trình. Đúng rồi, cô mua tầng 1 mua nhiều á. Nhiều lúc cô mua mấy cái bò luôn á.
ai mà xài mỹ phẩm Hồng Loan rồi thì sẽ căng những cái chương trình giảm giá và lại chương trình khuyến mãi không tặng màu rồi đó. Thì khi thấy cái chương trình tặng thì phải có một cái khuyến mãi, một hũ thì một tặng cái gì đó. Nhiều luôn. Mỹ phẩm Hồng Loan thì không bị bẩn, nếu làm để dành cũng ok. Cái sông mà để ô đó cô có trong biển rồi đó, cần phải so ai muốn chồng yêu là xài mỹ phẩm Hồng Loan. Ai ấy là ai ấy mà đại xài mỹ phẩm nha. Ai ấy là không có nhiều là xài mỹ phẩm Hồng Loan có nhiều ngay. Nghe mặt cô đẹp thì anh. Đẹp mà. Em nhìn nghiêng nghiêng thôi. Đó là kem, kem. À, son môi. Cô đang mua son môi nha cô chú. Nội còn là kem đại dưỡng dưỡng nha, dưỡng đây nè. Nó có ba màu mà màu dưỡng này nè. Đúng rồi, đây con dưỡng này, màu hồng đất, màu cam đất với màu đỏ đất. Ở đây dưỡng này màu đeo nè. Có ba màu cái gì, nó có số nè. Đó chị không biết rồi. Nhưng mà màu đất, màu đỏ đất, cam đất. Cái này dưỡng đó cô còn không lên để làm cái nó cô là chị. Mỹ phẩm người ta ăn bạc ha. Yếm kìa. Quá trời. Hôm qua có chị Hoàng Anh ở bên Mỹ và cô Út ở bên Úc, Đài Loan tặng anh em YouTube trước nhà đây rất nhiều quà yến quà đồ ăn bằng. Cả gia đình luôn xài mỹ phẩm Hồng Loan luôn. Tên gì ạ? Tên gì ạ? Thủy. Cô Thủy. Cô Thủy. Cô Thủy. Cô Thủy. Lấy số giờ rồi mưa quá. Mưa hôm nay. Rồi con 936. Mà hả? Thủy còn một cái cốc chân nha. Có tẩy bò chết á. Lấy cô cặp tẩy bò chết. À một chai tẩy bò chết thôi vừa rồi. Còn. Vừa rồi tôi thấy cha chờ. Đồng cái sản phẩm gia đình xài mỹ phẩm Hồng Loan không anh chào. Ai mà không có người xài mỹ phẩm Hồng Loan có người yêu luôn. Ồ, lâu quá mới thấy chị nè. Lên gặp nhiều ha. Bên này mới thấy rồi. Nha. Chị Loan đang giảm cân đó chị cô. Đơn giản cân.
chiếu mua bún đậu hũ. Thôi rồi, thôi bắt mùi rồi, thôi. Một ngày đi dọn ra cho khỏi nhà đi. Cô cho cháu hỏi cô xài mỹ phẩm chị Hồng Loan là cô thật đây, năm mấy tuổi rồi đây. Dạ. Cô xài mỹ phẩm chị Hồng Loan bao nhiêu lâu rồi cô? Cô xài từ khi Hồng Loan mới mở ra đó. Dạ. Là tháng sau mới có kết quả nha. Dạ. Chứ không phải là xài mà có liền đâu. Dạ. Nó có kết quả là tháng sau. Dạ. Rồi nó là chỉ có canh trắng da với dưỡng ban đêm á. Dạ. Với chống nắng là an toàn nhất với serum. Dạ. Đó, mấy loại đó thôi. Đó cả nhà cũng đã thấy cô này xài mỹ phẩm chị Hồng Loan. Cô xài đó, nếu mà tính ra cô xài sợ Hồng Loan đó. Sau này nó đổi mỹ phẩm thì cô không có xài nha. Hiện tại cô là nếu mà nói về Loan là 40 hũ chứ không ít đâu. Đó. Cô chứa là cô xài đó. À 40 hũ. Mà gia đình cô nè, dâu vợ cũng xài luôn nè. Yeah. Em út cũng xài luôn nè. Yeah. Em dâu cũng xài luôn nè, hỏi ông xã, cô phải nói xài thôi. Yeah. Nên cái nick này là bao nhiêu tiền mỹ phẩm này cũng. Yeah. Dạ, cảm ơn cô nha, đó, gia chồng cô rất nhiều rồi cả gia đình luôn. Loan mà mỹ phẩm Loan vợ không đúng rồi. Không đúng luôn cô. Vì số tiền rẻ đừng có nghĩ như vậy. Cô xài mỹ phẩm nhiều lúc một trường máy không bằng Loan đâu. Dạ. Có 300 mấy ngàn hũ rồi, nếu mà mình mua trên tấp tấp á thì nó có sẽ giảm giá cho mình luôn á, nó rẻ hơn. Còn thì mà chỉ đó, trường, những trường hợp mà rẻ mà thứ nhất là vừa rẻ mà vừa là để sau này mình xài lỡ Loan nó đổ rồi mình lấy gì mình xài. Dạ. Rồi xài mỹ phẩm mà thường nó được cho mình đâu phải là dễ đâu. Dạ đúng rồi. Dễ đâu. Dạ. Không phải là dễ, mấy là da cô rất là mỏng. Không phải là dễ xài đâu. Mà năm mấy mấy rồi đâu phải là cái năm mấy tuổi mà mặc như bông lát rồi kia mỹ phẩm mấy này đó kia nha. Mỹ phẩm rẻ dạ. Mà nói này nói nọ không phải này đâu. Cảm ơn cô chú nha. Trời ơi rất là quý luôn. Cả gia đình xài mỹ phẩm Hồng Loan cô chú chị ơi. Cả nhà cũng đã thấy luôn mà thấy ở ngoài á, thấy thực tế ở ngoài á. Dạ. Dạ, tình mà miệng cũng xin kết thúc clip luôn nha cả nhà.